vừa nãy khá lắm. Hay, hay lắm. Đại đường đã thắng thì bảo đao cũng thuộc về các ngươi. Lát nữa ban thanh đao này cho tiểu tử đó đi. Vâng. Hay, vất giả rồi. Sứ giả dừng bước. Vừa nãy sứ giả có nhắc chuyện giao hảo. Chuyện này phải bàn tính lâu dài. Tiểu nương tử trên bục lúc nãy đúng là viên ngọc trong tay đại đường ta. Sứ giả, có thể dời gót đến Đông Cung nói chuyện không? Chúng ta bàn kỹ chuyện này thế nào? Thái tử đã có thành ý đến vậy thì ta từ chối là bất kính rồi. Hay lắm, hay lắm. Huynh cũng vậy, hay lắm đấy. Vừa nãy cảm ơn huynh. Quả cầu rất nặng, nếu đã trúng đứa bé đó thì hậu quả khó lường. Đừng vậy mà, người xưa nói hay lắm, đây là tuy bại vẫn dinh. Huynh nghe không hiểu tiếng Hán sao? Hiểu. Nhỏ nhen vậy. Tiểu tử đội thắng kia. Ta. Đúng, qua đây. Sao vậy? Lệnh của thái tử A Thi Lạc Bộ dâng lên một thanh bảo đao ban cho. Lúc này còn đeo mặt nạ ra thể thống gì chứ, còn không báo tên lên. Thạch Tân Tư Lực tham kiến chuẩn đặc cần. Sao hôm nay chuẩn đặc cần lại nổi hứng tự tham gia đá cầu vậy? Kiểm tra thân thủ của họ thế nào? Nếu trên sa trường thì họ sớm đã bị diệt toàn quân rồi. Có điều tiểu tử vào sân sau cùng cũng khá nhanh trí, không biết lại lịch ra sao. Người của Đông Cung chức quan chắc trên bát phẩm. Chuẩn đặc cần quả nhiên không gì không biết. Kể ra hôm nay vừa nhắc chuyện hòa thân, Lý Kiến Thành quả nhiên đã mắc câu. Có điều chuyện này bên đại khả hãn phải báo trước một tiếng. Không cần đâu. Vội vàng cầu hòa thế này, xem ra binh lực đại đường quả thật trống rỗng. Đại khả hãn không cần lo ngại. Sứ đoàn vốn định mai khởi hành rời Trường An, có thay đổi hành trình không? Không. Xuất thành như đã định. Xuất thành như đã định. Dị thúc, đào chết mất, dị thúc, mau buông tay. Đồ chuyên gây họa. Con thấy hôm nay chưa đủ dễ dàng, lại chạy tới chỗ ta làm gì? Thúc phụ, hôm nay Vĩnh Ninh tới là có quà tặng thúc phụ. Quà, lấy ra xem thử.
Cái này con vừa mới thắng được, sao mà nỡ tặng ta? Vĩnh Ninh từ lúc 7-8 tuổi đã theo thúc phụ cưỡi ngựa luyện kiếm, nhờ được thúc phụ chỉ dạy võ nghệ, binh pháp. Hôm nay mới được mặc áo giáp ra trận, đá một trận cầu. Vĩnh Ninh tự ngẫm không có gì báo đáp. Nếu thanh đoản đao này là Vĩnh Ninh tự mình thắng được, thì tất nhiên phải tặng cho thúc phụ. Tiểu Vĩnh Ninh cuối cùng đã lớn khôn. Hôm nay con tự biết suy ra, lấy binh pháp bày binh bố trận cho cầu thủ. Làm tốt lắm. Quả nhiên là đau tốt. Đều tại bộ y phục này không tốt. Nếu không phải vì bộ y phục này là con nhất định thắng được thúc phụ. Không phải. Chiêu băng nãy sơ hở, giống là mồi nhử ta tung ra. Con nóng lòng muốn thắng nên rơi vào bẫy. Nhưng thúc phụ giống đã mạnh hơn con. Nếu con không nắm bắt thời cơ mà đánh nhanh thì sao thắng được ạ? Người mạnh công, người yếu thủ. Nếu sức lực không bằng người ta thì chỉ đành giấu nghề, mới chờ được lúc lớn mạnh chuyển thủ thành công. Vậy thì ấm ức lắm. Đây là cái giá của người yếu thủ. Tuy khó chịu nhưng không thể không chịu. Như thế mới sống sót được, ẩn nấp lớn mạnh lên. Cho dù là một người hay thiên hạ đều là như vậy. Trường ca, con phải nhớ kỹ. Dân, con nhớ rồi thúc phụ. Được rồi, về trước đi. Nhị thúc còn việc khác phải làm. Dân, hôm khác con lại đến thăm nhị thúc. Trường ca, lúc về thầy ta gửi lời hỏi thăm mẹ con. Dân. Điện hạ, thứ cho thần tới muộn. Mấy ngày nay có quá nhiều cái đuôi theo sao? Trường ca, thỉnh an cha ạ. Hôm nay tiểu tử trên sân là con phải không? Con không cố ý xông ra sân đá cầu đâu. Chỉ là lúc đó thế cục không có lợi cho chúng ta lắm, nên là trường ca mới đành phải